lợi ích tuyệt vời của nha đam cho sức khỏe phụ khoa của chị em trong cuộc sống hàng ngày. Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ khoa là điều vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Giải pháp tự nhiên đến từ cây nha đam là lựa chọn hoàn hảo để giúp giảm viêm và kích ứng trong vùng kín, đồng thời mang lại sự làm dịu và làm mát cho cơ thể. Tinh chất đặc biệt của nha đam không chỉ làm cho cây trở thành một loại cây trang trí xinh đẹp trong nhà, mà còn được biết đến với các tính chất làm dịu và làm mát đặc biệt. Theo từ lá nha đam chứa nhiều hoạt chất có khả năng làm giảm viêm và kích ứng, giúp cải thiện sức khỏe phụ khoa một cách tự nhiên và an toàn. Nha đam hỗ trợ sức khỏe phụ khoa bằng cách giảm viêm, có tính chất chống viêm tự nhiên và giúp kháng vi khuẩn trong vùng kín. Nó còn giúp cân bằng hệ vi khuẩn tự nhiên của cơ thể, làm mát và làm dịu. Gel từ lá nha đam mang lại cảm giác mát, lạnh và làm dịu ngay tức thì cho vùng kín, giảm đi sự ngứa ngáy và kích ứng. Ngoài ra, nha đam cũng có khả năng tái tạo tế bào da, giúp làm dịu và làm mờ các vết thương nhỏ trong vùng kín, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da. Cách sử dụng là lấy một lượng gel từ lá nha đam và thoa nhẹ nhàng lên vùng kín sau khi đã làm sạch. Sử dụng đều đặn hàng ngày để duy trì sự thoải mái và sức khỏe cho vùng kín với tính chất làm dịu và làm mát đặc biệt. Nha đam là một lựa chọn tự nhiên và hiệu quả để hỗ trợ sức khỏe phụ khoa. Hãy thêm nha đam vào chế độ chăm sóc cá nhân hàng ngày của bạn để cảm nhận sự thoải mái và sự tự tin trong cuộc sống hàng ngày.